là cũng đi quay là nó không tốt. Nắng nó quay bốn chục cái thân hình đâu có thật nắng được. Các con chuyện xóa đi xem sơ sơ hình thì nó giúp cho mình thân việc thân việc giúp cho mình thân việc tái phải rất dễ, nhưng trên mô hình thì nó khó. Mình sẽ dùng cái gì để mình thân việc rồi thì thận nó là một cơ quan chẳng, nó có hai cái về các mắt dễ khẩu thì các em phải nắm. Ví dụ như ở cực trên cực dưới mỗi thận thì ngay công tác có rồi, cần phải nhắc lại không? Có cần không? Sau này đi chuyển đốt não tôi kêu siêu âm bụng nó sẽ liên quan đến thận, chúng ta sẽ hỏi mình đỉnh thận ở bên phải nó sẽ làm nghe những xương trường xung quanh và bên trái nghe xương trường xung quanh. Cái này công tác có hết ra hay là cực dưới của thận có cách màu chậu bên phải bao nhiêu bên trái bao nhiêu về cả mặt thì nó có hai mặt, mặt trước mặt sau thì đây cũng là một yếu tố để mình nhận diện đâu là thận phải đâu là thận trái. Còn các bờ thì các em chú ý giùm tôi là bờ phía bên trong ở bờ lõm nó sẽ có rốn thận thôi. Thành đó mình chú ý mấy em hay thắc mắc rốn là gì, rốn là một cái nơi đó nó hội tụ nhiều yếu tố nó đi ra và đi vào một cơ quan gọi là rốn thận. Rồi về cái slide này mình thấy luôn cái tiếng thường thận thì tiếng thường thận nó cũng nổi tiếng ngoài tiếng chúng ta biết rõ hơn. Ở đây mình chỉ đề giải phẫu mình chỉ xấy cho mặt giải phẫu thôi thì người ta sẽ hỏi mình tiếng thường thận đó nó được khắc mắt ở đầu mặt nào. Ở mấy đầu mặt à, đầu mặt gì đúng rồi à, mình sẽ có thường thận trên giữa và dưới. Ở trong người ta hỏi mình thường thận trên xuất phát từ đâu, đúng rồi giữa chỗ bụng và dưới à, đó và chỉ cần nắm như vậy thôi. Ở đây mình thấy luôn cái phần rốt thận mình nói luôn thì người ta sẽ hỏi mình trong rốt thận sẽ có những thành phần nào đi ra hoặc đi vào à. Vậy mình nhìn thấy đẹp cả lời đúng không? Rồi có gì trong rốt thận có gì đi ra và đi vào? Rồi có cái màu đỏ này là gì? Động mạch. Động mạch. Động mạch và niệm quản. Niệm quản. Cái niệu quản này cũng là một chi tiết để giúp mình một chút nữa cần cái mô hình mình nhận diện đâu là thận phải đâu là thận trái. Thì mình thấy cái niệu quản nó sẽ nằm mặt trước thì thấy không rõ và mặt sau mình thấy tương đối rõ, nhưng yếu tố này quyết định không chính xác lắm. Ngoài ra trong rốn thận còn có gì đi trong đó mà nó chứa nhiều lắm các bạn, không phải là ba thành phần hay không, còn chứa gì nữa? Hành kinh. Hành kinh gì? Hành kinh gì? Các bạn tự trả lời hành kinh thận nha. Hành gì? Hành kinh chi phối cho động mạch, chi phối cho động mạch thận và niệu quản. Ngoài ra còn chứa gì nữa? Con rốn thận còn chứa gì nữa? Chứa gì? Các hạt bạch huyết. Hạt bạch huyết. Thì cái thường kinh mà nó ôm lấy cái động mạch thận các bạn. Nếu các bạn có cơ hội mà bóc tách cái thận ra, bạn sẽ thấy nó giống như một cái mạng lưới rất là dày đặc. Nó sẽ ôm lấy cái động mạch thận, ôm lấy cái động mạch thận mà từ nơi xuất phát từ động mạch chủ vô ta rốn thận. Và có những cái căn bệnh đó là ví dụ như cao huyết áp, ta hỏi mình nguyên nhân của cao huyết áp thì bạn có tìm hiểu được chưa? Nguyên nhân cao huyết áp là gì? Thứ nhất là do tuổi, hai là chế độ ăn,
thứ ba là chế độ sinh hoạt. Thì nếu người ta tìm ra được những cái nguyên nhân đó, người ta khắc phục nó dễ. Khoa học mình đi, các bạn nhớ thì nó có hai lý do để mà mình điều trị được nhau. Thứ nhất là triệu chứng, thứ hai là nguyên nhân. Triệu chứng các bạn có thể trị, bây giờ đau bụng bạn cho thuốc giảm đau cũng là. Những nguyên nhân của đau bụng là gì? Mình cần trị và trị là nguyên nhân. Các bạn học từ năm 1 đến năm 4, các bạn điều trị chỉ biết được triệu chứng. Sẽ có cơ hội tìm hiểu nguyên nhân đến đây tìm hiểu nguyên nhân để cắt cái nguyên nhân đó. Vì vậy nếu theo cái áp mình dựa vào những yếu tố nãy giờ tôi nói thì quá dễ, nhưng có một cái cao áp người ta không tìm ra được, đó chính là do đó. Thì cái đám rối thần kinh nó ôm lấy động mạch thẳng rất là chặt, nó sẽ khó động mạch thẳng đó. Thì những trường hợp này là người ta chụp hình cảm quan hoặc chụp đèn eo và thấy được ha. Các bạn nhớ đó là một cái nguyên nhân của cao giá. Rồi về cấu tạo của thận, cấu tạo của thận thì các bạn chỉ cần nhớ nó sẽ gồm có xoang thận và nhu mô thận. Các bạn hay hỏi tôi xoang thận là gì? Là các bạn hình dung cái xoang là một cái khoảng trống nó nằm trong thận. Nhớ cái tụi trọng không? Vì vậy những cái khoảng trống này cũng là xoang, những cái này cũng là xoang. Các bạn hình dung không? Nó là một khoảng trống giống như cỡ xoang ở trên đầu mặt. Nhớ cái xoang đầu mặt không? Đó, nó là một khoảng trống, nó dẫn nước tiểu thông ra bể thận. Thì có gì không? Thì trong cái xoang này nó sẽ có những điểm lồi và điểm lõm. Cái mà lồi ra giống như cái ngọn núi bạn ngồi lồi là người ta gọi là nhú thận. Nhớ gì không? Được chưa? Thì tại ngay đỉnh nhú đó, chúng các bạn cầm cái mô hình thì mình sẽ thấy trên cái nhú nó sẽ có những lỗ rất là nhỏ. Thế chúng ta học sinh mình chỉ cần nắm như đó. Như vậy cái nhú nó lồi ra như thế này thì sẽ có chi tiết nó lõm, nó lõm nó sẽ ôm lấy cái phần nhú, cái phần lõm nó gọi là đó. Như vậy xoang thận có phần lồi phần lõm, được chưa? Các bạn chút cảm của mình thế nào đó, ở đâu là xoang đâu là lõm, chỗ nào mà có phần thận được gọi là xoang. Trong về xoang thận thì chỉ có thế, đó mình sẽ qua nhu mô thận. Nhu mô thận thì mình sẽ có phần tủy và phần vỏ. Phần tủy của mình sẽ có gì? Tháp thận. Tháp thận là những cái này. Cái phần đỉnh của nó sẽ quay vào phía trong và phần đáy sẽ quay ra phía ngoài phía trong. Rồi phần vỏ thì mình sẽ có xen kẽ giữa các tháp này sẽ là gì? Cột thận đó, vỏ thì có cột thận. Ngoài ra nó sẽ còn một cái khoảng cách từ đáy của tháp thận ra phía bên ngoài mô sợi thôi. Còn cái phần hệ thống lỏng tiểu và sắc và dạng của dạng hỏi cũng nghiêm tạm thời được tham khảo. Sau này lên sinh lý sẽ giúp rất là rõ và hay hơn. Như vậy khi mà các bạn đọc xong rồi, người ta sẽ hỏi các bạn như vậy trên quả thận nơi nào được cho là nơi sản sinh lỏng nước tiểu đầu tiên? Nơi nào các bạn? Lớp này lớp gì? Lớp gì các bạn? Biết là y rồi. Chị đây là phần lớp gì? Lớp cuối cùng. Lớp em và lớp xuống cái lớp em. Lúc nào cũng được thi với điều kiện đều rất còn nè. Đúng không? Các bạn thi, các bạn có hỏi các bạn lớp AB về lớp AB khác các bạn. Được. Vậy ta hỏi là nơi sản xuất lớp tiểu đầu tiên là chỗ nào? Chỗ nào các bạn?
cũng có hơi đau giờ tay nó hành. Thì có đi học hả? À, bố mẹ em ngồi xa rồi, cửa bước ép giờ tay luôn rồi, cả nào em làm tròn hơn rồi. Nó mới sản sinh ra giọt nước tiểu đầu tiên, à, còn thấy được giọt nước tiểu đầu tiên đó chính là nhú thận các bạn, nhú thận. Còn trong kia là những cái nó không đáng kể là một giọt. Còn thấy được giọt bắt đầu nhiều đó thì chính là nhú thận. Vậy nhú thận là cái này là nhú thận. À, chúng tôi các bạn qua mô hình các bạn cũng sẽ thấy rất rõ đây là nhú thận. Ở bên đây nó thì có những cái giọt nước chúng ta không sử dụng. Rồi thì nhiều cái đài nặng bé tập trung lại một cái đài nặng lớn. Thì trung bình sẽ có ba đài nặng lớn trên giữa dưới hoặc có thể có hai cái này không quan trọng. Thì các đài thẳng này sẽ đổ về bảy thẳng, bảy thẳng sẽ đổ ra niệu quản. Vậy về niệu quản tôi nói một cái bài tiếp. Niệu quản dạy như vậy. Những cái móc này các bạn khi mà các bạn tin nó lên sáng luôn nó cũng không hỏi nhiều lắm. Dài bao nhiêu? Khoảng 25 đến 28 cm và nó sẽ có ba chỗ hẹp. Chỗ hẹp thứ nhất trong sách mô tả là nơi giao nhau giữa bệ thận và niệu quản. Vậy tới bữa thi là hỏi các bạn rất rõ, hỏi các bạn chi tiết chỉ của tư là gì, là bệ thận hay là niệu quản? Bạn chỉ rõ là đâu? Bệ thận hay niệu quản là gì? Nó có ba chỗ hẹp, những cái chỗ này không đáng kể, chỗ nào mà quan trọng thì nơi giao nhau giữa bệ thận và niệu quản ở đây rất khó xác định. Thì người ta sẽ quy định một cái điều ở cái bờ lòi lên ở cực dưới cái thận phía trong, từ cái bờ này các bạn kẽ ngang từ trung gốc này, nếu từ đường này trở vào đây người ta gọi một bệ thận, từ đây tới dưới gọi là niệu quản. Ok chưa? Chú ý nha. Rồi sau đó mình sẽ đối chiếu lên cái thành của bệ thận sao, và thành của chúng ta. Các bạn nghe thắc mắc là nó sẽ có cái hố ngực và hố chậu không? Không quan trọng cái phần đó nữa. Thì ở đây mình sẽ thấy được chương trường số 11, chương trường số 11 và chương trường số 12. Nó sẽ chia ra phần hai cái hố, không có gì quan trọng. Chào mai. Rồi thì mình sẽ nhắc thêm một cái nữa, nếu các bạn sau này có nhu cầu đi ngoại niệu thì các bạn sẽ thường xuyên. Còn ví dụ như mổ thận, mình sẽ mổ ở đâu? Mình sẽ mổ ở đường huyết. Đường huyết đó là đường như thế nào? Chúng ta nói đó là một cái đường vuông mặt. Vuông mặt. Vậy bữa nay các bạn học tương đối cơ bản là sao vậy? Chúng ta hỏi các bạn trên cơ thể mình có mấy đường vuông mặt? Bạn học đầu không em? Cái đường vô mạch ở thẳng nha, tôi sẽ nói đường vô mạch ở thẳng thì các bạn cũng thấy cái mặt cắt ở đây. Và xác định vô mạch ở phía sau, cắt 1 cm ở phía sau. Nó đường kết mặt máu, chưa chắc là vô mạch. Nhưng ta giảm xiết nó là đường vô mạch thì nó rất là hiếm khi chạy ra. Như vậy các bạn học rồi, trả lời cho tôi cơ thể mình có mấy đường vô mặt? Y kỳ nha. Bạn có thấy bao giờ người ta đổ mỡ chưa? Ví dụ là đi mổ thường thường đổ mỡ, tôi sẽ dựa vào cái đường vô mặt để tôi đi xăm qua mình đổ mỡ cho bạn, để đất mất máu cho bệnh nhân.
tôi không đề cập tới một nội soi nha. Vì vậy cơ thể mình sẽ có mấy đường mặt roi đó thôi. Nhớ bài mắt không? Bài mắt sẽ có một điểm, điểm nào? Giác mạc. Giác mạc. Học cái bài bụng chưa? Được không? Già chưa? Đúng rồi, cái đường trắng. Còn nhớ đường trắng không? Đường trắng nằm đâu? Ở giữa bụng, đường đó là đường thất tịch mạch máu, người ta gọi nó là đường vùng. Thì biết để một mức ở đường trắng ta sẽ xâm lấn về đường trắng là gì? Học vậy, hôm nay đi lâm sàng ta hỏi chứ. Rồi, sau đó người ta sẽ hỏi các bạn câu ý kiến thôi. Như vậy hiệu quả của mình cấu tạo được mấy lớp? Cái này công tác khó ha, về tự học các bạn lớp. Cho ta hỏi tiếp của mình nữa là hiệu quả sẽ được cấp máu bởi cái mạch máu nào? Cấp máu bởi cái gì? Động mạch thận, động mạch tiểu đường, động mạch bởi gì? Bài mặt giữa cái gì? Thực càng, thực càng gì? Đây là giữa hay chứ? Giữa à. Rồi sau đó mình sẽ thấy được nơi mà hẹp thứ hai của điện quản, đó chính là nơi bắt chéo sang động mạch chậm. Thì ở bên trái nó sẽ bắt chéo sang động mạch chậm gì? Chung là bên phải sẽ bắt chéo sang động mạch chậm ngoài. Mình sẽ thay nó luôn. Thì bữa nay các bạn học tính xác chỗ này là làm phức tạp nhất. Thì có như này, nó sẽ có một là thực quản, hai là động mạch và tĩnh mạch sinh dục, thứ ba là hai cái thần kinh. Hai thần kinh còn nhớ thần kinh gì đâu khi cùng một ngày sau luôn. Sau khi xong thần kinh gì đi? Quên mất rồi. Rồi về con lại đi, con nhắc luôn. Rồi các bạn sẽ dựa vào cách phân biệt thành trái thành phải sẽ dựa vào mặt máu. Thì động mạch đi vào thận, nó sẽ cho hai nhánh tương đối lớn, sau đó sẽ tách ra ở phía sau, sẽ có cái nhánh, chỉ có một nhánh thôi, à, toàn bộ nó sẽ tập trung ở phía trước, dễ chút lên cầm cái thận, nếu động mạch mà nó tập trung ở hướng phía trước nhiều thì đó là mạch phía trước, ha, à, đó là cách quan trọng nhất. Rồi, là chỗ hẹp thứ ba của tiền quản, đó chính là nơi nó sẽ cắm vào cái thành của bàng quang. À, cắm vào phía sau có nghĩa là cái độ dày của bàng quang như thế nào thì cái độ mà cắm vào bàng quang chính là cái độ hẹp thứ ba của tiền quản. Các bạn học cái bài này chỉ cần hãy sử dụng, các bạn hãy trả lời một tiền quản điều đạo trung tâm khi đi thi rất rút, thời gian nó rất rút, các bạn trả lời rất là dễ nhanh. Kỹ hoàn này, cái nào là người ta học, cái nào là hiệu quả ha. Rồi cái chỗ hẹp này là chỗ hẹp mà quan trọng nhất. Vì sao các bạn? Vì sau này khi mà lỡ cục sỏi có hiệu quả mà nó rớt vào bạn thì mình có cơ hội là sẽ mổ để cắt cục sỏi ra. Nhưng nếu các bạn không nhớ kỹ thì các bạn sẽ thấy cái này tôi sẽ có học dẫn tinh nó bắt kém ra cái hiệu quả này. Và nếu mà vô không khéo chưa có phát kỹ vô thấy một cái sợ duy nhất là cắt, đó chính là không dịch tinh. Còn nếu ông tử đó là không phải một rừng chưa tôi chỉ muốn nhắc các bạn cái mặt này, phần nào nó liên quan đến tất sàng thì nó có nhiều. Rồi ở đây là cái mặt quan nó sẽ cắt bạn chút tiểu thôi,
đúng tinh nó luôn. Ở phía trong đây còn sẽ có điều này người ta gọi là tam giác hoàn quang. Vậy ta hỏi mình ứng dụng của tam giác hoàn quang của mình gì? Để làm gì mà? Câu hỏi này cuối năm nay các bạn đã làm được. Bây giờ rất khó dành câu hỏi này cho các bạn. Rồi người ta sẽ hỏi mình tiếp phương tiện, phương tiện của mình cố định hoàn quang gồm có gì? Để cho khác quá rõ thêm có gì các bạn? Nghe thử đọc dữ vậy có gì? Đi chàng gì? Dành đấu giữa trung tâm đi đâu? Mà hiểu chưa? Nói gì đâu? Gì nữa còn hai cái nữa? Là gì? Mà nó nói giữa tiền giữa tiếng và sư phu nhờ cái nó nói từ bằng quang đến sư phu rồi cấu tạo của bằng quang có mấy lớp các bạn học luôn ha. Bằng quang có lớp rồi sau đó mình sẽ phái đúng phần điều đạo luôn, mình nói luôn thì điều đạo ở đây chiều dài có bao nhiêu các bạn? Khoảng 16 cm, tập báo thấy cái dài 32 cm, có hàng dài đến độ 32 cm. Thì niệm đạo ở đây thì ta sẽ chia ra là niệm đạo tiền liệt, niệm đạo hàng, dài các hàng, niệm đạo chốt, niệm đạo hàng. Thì mình chú ý ở niệm đạo tiền liệt mình sẽ có cái lời tin, hãy lời tin nó sẽ có những cái ống để cho ý tiền liệt tiết dịch ra. Ở dưới đây tôi sẽ có hai cái hành niệm đạo, nó sẽ tiết ra lỗ, đổ vào hai cái lỗ đoạn đầu của niệm đạo sớm. Nó tiết cái gì? Nó tiết cái tinh dịch và phân biệt tinh trùng, tinh dịch khác. Tinh dịch là một giống như một chất nhờ, giống như nhớ động cơ, nó sẽ đi trước để làm trên cái niệm đạo của người Nam. Thì người ta nói ở Nam thì nữ khác biệt nhau, tại vì người nữ tiết quá hơn người Nam. Còn một ít quá vì người Nam phải cứ có đường nữ có hai đường rõ ràng rồi một cách phần hai một chớp tự học ha. Rồi qua đây mình sẽ thấy luôn cả phần niệm đạo của nữ, niệm đạo của nữ dài bao nhiêu vậy? Chính xác là bao nhiêu? Đây là nữ mà bao nhiêu? Khoảng 4 cm. Như vậy mình thấy tiểu đạo nữ nó ngắn như vậy nó có lợi hay có hại? Có lợi. Có lợi hay có hại? Lợi hại. Tôi thấy có lợi mà cũng có hại luôn. Có lợi là lợi chỗ này. Lợi khi mà người ta không tiểu gì nó rất là ngắn, rất là dễ đi vào. Có hại cho nó ngắn quá, ngắn quá cho nên dễ dẫn đến bị nhiễm trùng. Mà cái bộ phận sinh dục ngoài của nữ là một đường rất thẳng tứ. Và người ta nghiên cứu trong đường nữ Việt Nam thì có hết trên 75% là lúc nào cũng bị nhiễm trùng vi trùng. Các bạn nữ biết vi trùng gì? Vi trùng gì? Vi trùng nâu, vi trùng gây ngứa. Chút nữa hai hỏi các bạn nam cũng nam hỏi rồi ở đây cái tiết độ các tính dọc cái phần đá chậu nữ mình sẽ nói luôn. Ở trên đây tôi sẽ có cái tử cung thì các bạn thấy cái tử cung này rất hay không ạ? Ta sẽ hỏi các bạn câu này, các bạn này không liên quan của mình nhưng tôi nói luôn, ta sẽ hỏi các bạn một cái câu về có thể dễ biết khá dễ hỏi và cả sau này khi nhận sản luôn. Ta sẽ hỏi các bạn một tư thế của tử cung và tư thế bạn chính thành người phải trả lời tư thế của tử cung là tư thế gấp ngã, gấp là gấp so với âm đạo,
và ngã là ngã nằm trên bàn quan. Nhờ có tư thế này thì người phụ nữ sẽ giữ được cái bào thai của mình. Nếu cái tử cung phụ nữ mà nó hình như thế này là khả năng xảy thai rất là nhiều. Rồi ở đây mà quan nó sẽ lấy cái là gì đó.